40 người mắc COVID-19, 1 người tử vong. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ CDC tỉnh Hòa Bình ngày hôm qua 13 tháng 12 năm 2021 cho hay bệnh nhân BN 1.380.974, sinh năm 1976 đã tử vong lúc 1 giờ 25 phút có liên quan đến COVID-19 và có tiền sử bệnh nền. Bệnh nhân có tiền sử hen phế quản, đái tháo đường, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não. Diễn biến bệnh, sáng ngày 9 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân ở nhà thấy khó thở tự dùng thuốc điều trị hen. Đến 21 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân khó thở hơn, được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tình trạng lúc vào viện. Bệnh nhân khó thở, tím tái, suy hô hấp, được xử trí thở máy không xâm nhập, sau đó chuyển đặt ống nội khí quản thở máy xâm nhập, thuốc kháng sinh, giãn phế quản, điều chỉnh đường máu, trợ tim, vận mạch. Bệnh nhân được tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR đến 14 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2021 có kết quả dương tính với COVID-19. Bệnh nhân được chuyển đến điều trị tại khu hồi sức tích cực COVID-19, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tình trạng bệnh nhân suy hô hấp nặng, thở máy không xâm nhập, nồng độ oxy trong máu 75%, phân lượng oxy khí thở 100%, duy trì 2 vận mạch. Đến ngày 11 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân diễn biến nặng thêm và thở theo máy. Đến 1 giờ 25 phút ngày 13 tháng 12 năm 2021, bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp, tử vong. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 12 năm 2021, toàn tỉnh Hòa Bình có 13 trường hợp mắc mới COVID-19. Ngày 13 tháng 12 năm 2021 lại có thêm 40 trường hợp, gồm huyện Mai Châu, 16 trường hợp là các trường hợp liên quan đến ổ dịch tại xã Pà Cò và ổ dịch thị trấn Mai Châu. Huyện Kim Bôi, 5 trường hợp là các trường hợp liên quan đến ổ dịch tại xã và người từ Hà Nội trở về địa phương. Thành phố Hòa Bình, 4 trường hợp mắc COVID-19 là F1 đã được cách ly từ trước. Huyện Lương Sơn, 12 trường hợp, trong đó 4 trường hợp liên quan đến ca dương tính tại xã Hòa Sơn, 2 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại công ty Edquen, 2 trường hợp chủ động xét nghiệm dịch vụ tại trung tâm y tế, 2 trường hợp liên quan đến ca dương tính tại xã Cao Sơn. 1 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại xã Cao Dương đã được cách ly tại nhà trước đó, 1 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại chợ Bến. Huyện Lạc Sơn hôm qua có 3 trường hợp mắc mới COVID-19 là các trường hợp cách ly tại nhà liên quan đến ổ dịch tại xã Định Cư. Trong khi đó, ngày hôm qua, ngày 13 tháng 12 năm 2021, tại xã Bình Cảng Cũ, nay là xã Phú Bình, phát hiện 1 trường hợp F0. Qua test nhanh kháng nguyên một số người tiếp xúc gần phát hiện thêm 4 trường hợp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay tiếp tục xét nghiệm sàng lọc cộng đồng cho các trường hợp ho, sốt, nghi nhiễm SARS-CoV-2 và xác định khoanh vùng các trường hợp dương tính và điều tra F1 theo quy định. Tiếp tục mở rộng truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca dương tính, lấy mẫu xét nghiệm thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính, chờ kết quả xét nghiệm để có hướng chỉ đạo tiếp theo. Thông báo cho người dân các địa điểm ca dương tính đã đi đến để tìm kiếm người tiếp xúc và thực hiện cách ly. Thưa quý vị, thưa các bạn, toàn tỉnh Hòa Bình tính đến 16 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2021. Đang cách ly tại cơ sở y tế, 325 trường hợp. Đang cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, 790 trường hợp. Đang cách ly tại nhà, 4.270 trường hợp. Kết quả truy vết F1 trong ngày, 410 trường hợp. Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR, 632 mẫu. Kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên, 1.101 mẫu. Trong ngày có 7 trường hợp đi về từ phía Nam. Kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 đến 12 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2021. Tổng số liều vaccine đã được phân bổ 1.047.228 liều. Tổng số mũi vaccine đã tiêm 1.065.136 mũi. Tổng số người đã được tiêm vaccine 598.563 người. Trong đó, tổng số người đã được tiêm 1 mũi vaccine 131.990 người. Tổng số người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine 466.573 người. Tỉnh đã thành lập đoàn giám sát hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện Mai Châu về công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo dõi sức khỏe 2 lần một ngày đối với 22 du học sinh và công dân đang cách ly tại Tiểu đoàn Bộ binh 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 99 công dân từ Đài Loan về đang cách ly tại Trung đoàn 814, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam đưa ra hướng dẫn 5 bước theo dõi bệnh nhân COVID-19 tại nhà, trong đó có hướng dẫn đối với cộng đồng, người nhà và bản thân người bệnh, gồm 5 bước sau đây. Bước 1. Đối với cộng đồng. Nhận biết các triệu chứng của COVID-19. Nếu bạn có những triệu chứng điển hình của COVID-19 như sốt, ho, đau họng, mất vị giác, khứu giác, đau cơ, đau đầu, hãy gọi điện cho nhân viên y tế để được tư vấn và xét nghiệm. Các triệu chứng nặng của COVID-19 bao gồm khó thở, không thể ra khỏi giường hay tự chăm sóc bản thân, đau ngực, hoa mắt, chóng mặt lờ đờ. Nếu bạn hoặc bất cứ người nào bạn quen biết có các triệu chứng nặng của COVID-19 nêu trên, hãy gọi điện ngay cho nhân viên y tế để được hỗ trợ. Bước 2. Đối với người bệnh. Tự chăm sóc bản thân. Người bệnh COVID-19 cần nghỉ ngơi trong phòng riêng, thông thoáng khí, nếu có thể, hoặc đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 mét với người khác. Nếu mắc COVID-19, bạn cần uống nhiều nước để cơ thể không mất nước, đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng. Cần nhớ, luôn đeo khẩu trang y tế khi tiếp xúc với người khác. Người mắc COVID-19 dùng paracetamol khi bị sốt, đau mỏi cơ, đau đầu. Bạn hãy tư vấn với nhân viên y tế về liều lượng và khoảng cách giữa các liều. Đồng thời, có thể chườm mát, lau người bằng nước ấm để hạ sốt. Người bệnh COVID-19 khi tự chăm sóc sức khỏe bản thân tại nhà cần lưu ý. Theo dõi nồng độ oxy theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Không tự ý dùng thuốc khi không có chỉ định của nhân viên, ngoại trừ paracetamol dùng khi bị sốt, đau mỏi cơ, đau đầu. Nếu bạn thấy khó thở, không thể ra khỏi giường hay tự chăm sóc bản thân, đau ngực hoặc hoa mắt, chóng mặt, lờ đờ, hãy gọi ngay cho nhân viên y tế để được hỗ trợ. Bước 3. Đối với người bệnh COVID-19 và người nhà, bảo vệ những người sống cùng. Để bảo vệ người thân khi F không điều trị tại nhà, luôn giữ khoảng cách với người khác, ở trong phòng riêng nếu có thể, thông thoáng khí. Nếu không có phòng riêng, F không hãy giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét với những người khác sống trong nhà. F0 và tất cả mọi người trong nhà cần luôn đeo khẩu trang khi tiếp xúc với nhau. Sử dụng riêng các đồ dùng ăn uống, sinh hoạt, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước hoặc dung dịch rửa tay khô. Bước 4. Dùng máy đo nồng độ oxy đối với F không điều trị tại nhà. Nếu F không được bác sĩ khuyên dùng máy đo nồng độ oxy, hãy đảm bảo bạn biết sử dụng máy đo đúng cách. Nếu không biết cách sử dụng, hãy hỏi nhân viên y tế để được hướng dẫn. Hãy dùng máy để kiểm tra nồng độ oxy 3 lần một ngày hoặc theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Bước 5. Theo dõi nồng độ oxy rất quan trọng đối với F0. Nồng độ oxy rất quan trọng. Hướng dẫn chung đối với theo dõi nồng độ oxy của người mắc COVID-19 tại nhà. Bất kể nồng độ oxy của bạn là bao nhiêu, nếu bạn thấy khó thở, không thể ra khỏi giường hay tự chăm sóc bản thân, đau tức ngực hoặc bạn cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, hãy gọi ngay cho nhân viên y tế để được hỗ trợ. Nếu nồng độ oxy trên 94%, hãy tiếp tục theo dõi nồng độ oxy của bạn. Nhân viên y tế có thể hướng dẫn chi tiết riêng, tùy theo tình trạng của F0. Nếu nồng độ oxy nhỏ hơn hoặc bằng 94%, hãy gọi ngay cho nhân viên y tế hoặc tìm kiếm chăm sóc y tế, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Thay đổi các tư thế nằm trên giường, nằm sấp, nằm nghiêng và ngồi thẳng lưng, mỗi lần khoảng 2 giờ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hướng dẫn 5 bước theo dõi bệnh nhân COVID-19 tại nhà do Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam đưa ra. Cách đăng ký kênh Người Mường TV2. Trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube. Trên mục tìm kiếm của YouTube, các bạn gõ chữ Người Mường TV2. Tiếp đến các bạn bấm vào mục tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường thường kênh Người Mường TV2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail, cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên điện thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.